Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Sự kiện Apple thì đã kết thúc vào rạng sáng hôm nay. Đây là thời điểm mình quay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem rằng trong sự kiện này thì Apple đã giới thiệu những gì và những cái sản phẩm đó nó có điều gì đặc biệt nhá. Thì sau khi xem sự kiện Apple thì mình cảm thấy rằng là sự kiện này nó đã không còn thú vị như những cái sự kiện trước đây của Apple nữa. Ngoài ra thì mình còn nhận thấy rằng là Apple rất biết cách moi tiền người dùng. Những cái công nghệ rất là xưa cũ thì hãng đều có một cái tên riêng. Điển hình như trước đây chúng ta đã có cả cái vân tay thì Apple đặt là Touch ID này. Nhận diện khuôn mặt Android đã có rất lâu rồi. Apple của đó là Face ID. Với màn hình OLED thì Apple của đó là Super Retina XDR. Đó, nghe nó rất hoành tráng. Và cái màn hình 120Hz như những cái hãng Android họ đã làm rất lâu rồi thì Apple của đó là ProMotion. Cái màn hình này đã từng xuất hiện trên iPad Pro rồi. Và đến bây giờ thì ProMotion mới được đưa xuống cái dòng iPhone 13. Rồi, không lan man nữa thì chúng ta hãy đến ngay với những cái nhân vật chính trong cái sự kiện của Apple nhá. Đầu tiên thì sẽ là bộ đôi cao cấp nhất của Apple iPhone, đó chính là iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Thì trong cái thiết kế của hai chiếc máy này thì các bạn đã có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Ngay từ những cái tin đồn rò rỉ trước đó thì chúng ta đã có thể thấy được rằng cái thiết kế của bộ đôi iPhone 13 Pro cũng như là Pro Max thì nó hoàn toàn là rất là giống so với iPhone 12 Pro cũng như là iPhone 12 Pro Max. Cụ thể thì chúng ta có thể thấy rằng nó vẫn là cái khung viền vuông vức kim loại như vậy, và thậm chí rằng trước đó thì có thông tin rằng nó sẽ được phủ thêm một lớp để chống vân tay ở cái phần viền, nhưng mà đến thực chặt vào thực tế thì nó cũng không thay đổi cái điều này, mà chúng ta vẫn có một cái viền thép không gỉ nó sáng bóng lên. Và cái thay đổi dễ nhận thấy nhất ở mặt trước thì chắc chắn đến từ phần tai thỏ. Tai thỏ hiện nay thì nó đã nhỏ hơn khoảng 20% so với cái tai thỏ trước đây. Và ở mặt sau thì các bạn có thể nhận thấy đó chính là cái cụm camera thì nó đã lớn hơn đáng kể so với cái bộ đôi là iPhone 12 Pro cũng như là iPhone 12 Pro Max. Thì về thiết kế thì đây chính là hai cái thay đổi lớn nhất. Tuy nhiên thì cái thay đổi nhiều hơn thì nó sẽ đến từ phần phía bên trong. Cụ thể thì bộ đôi này đã được nâng cấp lên sử dụng con chip là A15 Bionic. Thì đây là con chip được Apple giới thiệu là con chip nhanh nhất ở bất kỳ những chiếc smartphone nào các bạn đang thấy trên thị trường. Và nó cũng cung cấp cho iPhone cái khả năng máy học được cải thiện, chẳng hạn như là việc phân tích video theo thời gian thực và khả năng phân tích văn bản trong ảnh, nó nhận diện nó chính xác hơn. Con chip mới này thì nó sẽ còn 5 lõi với cái tốc độ đổ họa nhanh hơn tới 50% so với thế hệ trước. Và đi kèm với đó là cái màn hình ProMotion Display, nó có tần số quét lên tới 120Hz. Thì điều này vô hình chung nó sẽ thu hút được rất nhiều những người dùng thích chơi game, nhưng mà trước đó thì họ lại không thấy hứng thú với cái màn hình của iPhone. Thì bây giờ chúng ta đã có một con chip mạnh hơn cũng như là một cái màn hình với tần số quét cao hơn, thì những người nào thích chơi game thì có thể lựa chọn dòng iPhone 13 Pro cũng như là iPhone 13 Pro Max năm nay. Ngoài ra thì thời lượng pin của iPhone 13 cũng như là iPhone 13 Pro Max thì hứa hẹn cũng sẽ dài hơn so với thế hệ trước là iPhone 12 Pro. Thêm nữa là iPhone 13 Pro cũng như là iPhone 13 Pro Max thì đây là bộ đôi đầu tiên của iPhone mà nó có tới 4 dung lượng để các bạn có thể lựa chọn. Thì đây là điều mình thấy rằng hoàn toàn phù hợp thôi. Khi mà chất lượng chụp ảnh cũng như quay video của iPhone nó nâng cao hơn thì chúng ta sẽ cần nhiều cái dung lượng lưu trữ hơn. Và với dung lượng 1TB thì mình nghĩ rằng bây giờ ở thời điểm này nó không còn là một điều gì đó quá lớn nữa cả, và chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng hết được cái bộ nhớ này. Về hệ thống camera trên iPhone 13 Pro cũng như là iPhone 13 Pro Max thì nó có rất nhiều sự thay đổi. Đầu tiên phải kể đến đó chính là ống kính tele của máy bây giờ đã có cái tiêu cự là 77mm, có nghĩa là tương đương với zoom quang học khoảng 3 lần. Ngoài ra thì máy cũng có cái cảm biến góc rộng cũng như là cảm biến góc siêu rộng mới. Đặc biệt là mình thấy rằng mình rất ấn tượng với cái cảm biến góc siêu rộng của máy. Với cảm biến góc siêu rộng này thì Apple đã hoàn toàn có thể tận dụng nó để có thể chụp được những bức ảnh macro. Và mặc dù là cái khả năng chụp ảnh macro trên những chiếc smartphone Android thì nó có từ rất lâu rồi, tuy nhiên thì khi mà trang bị lên Apple thì mình tin rằng cái chất lượng của nó sẽ được nâng cao hơn rất nhiều, và mình rất kỳ vọng sẽ sớm được thử nghiệm cái tính năng này trên chiếc iPhone 13 cũng như iPhone 13 Pro Max. Và ngoài ra thì toàn bộ dòng iPhone 13 thì sẽ được trang bị cái chế độ quay phim điện ảnh mới. Để dễ hình dung thì các bạn có thể nhớ tới cái chế độ gọi là quay phim xóa phông trên những chiếc smartphone Android. Thì với chế độ điện ảnh mới này trên chiếc iPhone 13 thì nó cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là khi các bạn quay phim thì các bạn hoàn toàn có thể làm cho cái phông nền đằng sau nó bị mờ đi, và các bạn có thể chọn cái tiêu điểm các bạn muốn lấy nét vào chỗ nào thì các bạn có thể chọn nó dễ dàng hơn. Điều này thì sẽ đem tới một cái hơi thở nó điện ảnh hơn khi các bạn muốn làm phim chuyên nghiệp bằng chiếc iPhone. Về mặt màu sắc thì iPhone 13 Pro cũng như là iPhone 13 Pro Max thì sẽ có 4 màu, trong đó có một màu mới, đó chính là màu Sierra Blue, và mức giá của mình sẽ để ngay ở phía dưới này để các bạn có thể tham khảo.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bộ đôi iPhone 13 và iPhone 13 mini. Về thiết kế thì hai chiếc máy này cũng không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Thay đổi lớn nhất thì vẫn đến từ phần mặt trước, đó chính là phần tai thỏ, và ở mặt sau thì nó chính là cái phần cụm camera. Thì thay vì đặt dọc, bây giờ iPhone 13 cũng như iPhone 13 mini nó đã đặt chéo cái hệ thống ống kính. Thì điều này sẽ, đây là một chi tiết rất là nhỏ thôi, tuy nhiên thì nó sẽ khiến cho cái khả năng nhận diện của iPhone 13 cũng như iPhone 13 mini nó tăng hơn rất là nhiều, và thông qua đó thì người dùng sẽ có thể là quyết định bỏ nhiều tiền hơn để nâng cấp lên chiếc iPhone 13 cũng như iPhone 13 mini này. Bởi vì ngay khi các bạn nhìn thì các bạn biết chắc chắn rồi, đây là thế hệ iPhone mới nhất. Điều đó cũng là một điều khá là tinh danh của Apple. Về kích thước vật lý cũng như là cái kích thước màn hình thì iPhone 13 cũng như iPhone 13 mini nó hoàn toàn giống, nó gần như là giống hệt so với bộ đôi thế hệ trước. Thế bây giờ thì sẽ đặt ra một câu hỏi, đó chính là những cái ốp lưng của iPhone 12 thì có được sử dụng chung được với iPhone 13 hay không? Thì câu trả lời là không. Thực tế rằng là iPhone 13 mặc dù là có kích thước vật lý cũng như là màn hình giống gần như là y hệt so với thế hệ trước, tuy nhiên thì cái cụm camera trên chiếc iPhone 13 cũng như là iPhone 13 mini nó lớn hơn một chút so với dòng iPhone 12. Thì khi các bạn sử dụng cái ốp lưng của iPhone 12 các bạn lắp lên thì nó sẽ hơi bị chạm nhẹ xuống cái phần cụm camera một chút. Và tất nhiên rồi, ốp lưng của iPhone 13, nếu các bạn thấy rằng iPhone 13 có một chiếc ốp lưng nào đẹp mắt thì các bạn hoàn toàn có thể mua để sử dụng cho chiếc iPhone 12 của mình thì đều được. Nhưng mà điều này nó sẽ không đúng với cái thế hệ iPhone 13 Pro cũng như là iPhone 13 Pro Max. Cái bộ đôi này thì nó sẽ có cái cụm camera lớn hơn rất nhiều, vì vậy là các bạn sẽ không thể dùng chung được với iPhone 12 cũng như là iPhone 12 Pro Max. Về thời lượng pin thì Apple hứa hẹn rằng iPhone 13 nó sẽ có thời lượng pin cao hơn khoảng 2,5 giờ so với iPhone 12, và iPhone 13 mini thì sẽ có thời lượng pin cao hơn khoảng 1,5 giờ so với iPhone 12 mini. Thì đây cũng là một điểm rất hứa hẹn của bộ đôi mới này. Về những cái thông số vật cứng khác như là chip này, như là những cái tính năng về camera cũng như là khả năng hỗ trợ 5G thì iPhone 13 và iPhone 13 mini nó đều hoàn toàn giống y hệt so với iPhone 13 Pro cũng như là iPhone 13 Pro Max. Về mức giá của bộ đôi này thì mình sẽ để ở phía dưới này. Còn về màu sắc thì nó sẽ có 5 màu, bao gồm đó chính là hồng, xanh, đen, trắng và đỏ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến bộ đôi iPad mới, đó chính là iPad Gen 9 thế hệ 2021 và iPad Mini 6 thế hệ 2021. Đầu tiên thì sẽ là iPad Gen 9. Và chiếc iPad Gen 9 mới này thì nó sẽ sử dụng con chip đó chính là A13, và với hiệu suất nhanh hơn 20% so với những mẫu sản phẩm trước đó, cũng như là Apple cho biết rằng nó nhanh hơn gấp 3 lần so với những chiếc Chromebook trên thị trường hiện nay. Mẫu iPad mới này thì sẽ đi kèm với một camera siêu rộng với cái độ phân giải là 12 megapixel, và đi kèm với đó là tính năng Center Stretch. Về màn hình của mẫu iPad mới này thì nó cũng hỗ trợ tính năng chu tông, có thể điều chỉnh cái nhiệt độ màu tùy theo cái môi trường xung quanh. Tuy nhiên cái iPad là mình ấn tượng hơn thì nó chính là chiếc iPad mini 6 thế hệ 2021. Với cái chiếc iPad này thì nó đã được nâng cái kích thước màn hình từ 7,9 inch lên thành 8,3 inch, và gần như là cái thiết kế của chiếc iPad mini 6 này nó thay đổi hoàn toàn so với chiếc iPad mini 5 trước đó. Nó giống như là một chiếc iPad Air 4 thu nhỏ chẳng hạn. Cụ thể là chiếc iPad mini 6 này nó hoàn toàn với những cái cạnh nó đều rất là vuông vức, giống y hệt iPad Air 4. Nó đã bỏ đi cái phím Home và thay vào đó là một cái Touch ID ở ngay phía trên này. Và tất cả những cái phím âm lượng thì nó đã đều được đưa lên cao hơn để chừa chỗ cho một cái diện tích để các bạn có thể sạc thêm cái bút Apple Pencil 2. Màn hình của máy thì cũng đã được nâng lên màn hình Liquid Retina mới nhất. Máy thì cũng đã bỏ đi cổng kết nối Lightning và thay vào đó là USB Type-C để đồng bộ hơn với những cái sản phẩm iPad mới nhất. Và các bạn có thể hỗ trợ rất nhiều những phụ kiện thông qua cái cổng USB Type-C này. Và iPad mini 6 thì cũng được cập nhật thêm hai màu mới, đó chính là màu hồng và màu tím. Với mức giá của bộ đôi này thì mình sẽ để phía bên dưới để các bạn có thể tham khảo nhé. Cuối cùng thì không thể không nhắc tới, đó chính là mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch Series 7. Thì đồng hồ thông minh của Apple là một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất của Apple, vì vậy là họ không thể nào bỏ sót được những cái sản phẩm như thế này. Và với Apple Series 7 thì rất tiếc rằng chúng ta sẽ không có một thiết kế mới. Những cái tin đồn trước đó thì cho rằng Apple Series 7 sẽ có một thiết kế mới với cái viền nó phẳng hoàn toàn giống như những chiếc điện thoại iPhone. Nhưng mà thực tế rằng Apple Series 7 nó đã không thay đổi thiết kế quá nhiều so với những chiếc Apple Series 6, mà cái thay đổi nó sẽ đến từ phần màn hình. Màn hình của Apple Series 7 nó đã lớn hơn 20% so với Series 6, và cái viền màn hình thì nó cũng chỉ mỏng 1,7mm mà thôi. Và với màn hình lớn hơn này thì nó có thể giúp cho chiếc Apple Series 7 có thể hiển thị nội dung nhiều hơn khoảng 50% so với thế hệ trước, và nó cũng hỗ trợ một cái bàn phím đầy đủ để các bạn có thể chạm hoặc vuốt để nhập tin nhắn văn bản. Mức giá khởi điểm của Apple Watch Series 7 sẽ là từ $399. Và đó là tất cả những sản phẩm mà Apple đã vừa ra mắt trong cái sự kiện mới nhất của họ. Mình thì mình đặc biệt ấn tượng với chiếc iPad mini 6. Đây là một chiếc iPad đã thay đổi rất nhiều, và
mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người mà họ muốn sử dụng iPad nhưng mà không cần kích thước quá lớn sẽ lựa chọn chiếc iPad này. Còn về dòng sản phẩm iPhone 13 thì tất nhiên rồi, với những cái nâng cấp của nó đặc biệt đến từ con chip mạnh mẽ này và đi kèm với đó là một cái màn hình tần số quét rất cao nữa, thì đây cũng là một cái thế hệ iPhone mà mình nghĩ rằng nó sẽ vẫn đem lại cái thành công cho Apple mà thôi. Đặc biệt là chiếc iPhone 13 thì cái doanh số của nó từ trước đến nay thì luôn là đứng đầu. Và với việc là nó đã thay đổi một chút về cái kiểu sắp xếp camera thì sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng phần nhận diện hơn và chúng ta người dùng sẽ hào hứng hơn khi mà mua một chiếc iPhone mới. Nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Ngành Việt Nam nhé. Mình là Sinh Nhân, xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video sau.